Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về tìm số bị chia của phép chia có thương nè, thương là 5 nè, số dư là 9 nè, tổng là cộng, số chia nè, thương nè, số dư là 20 24. Thì các bạn thấy rằng ở đây có số dư, vậy đây là phép chia gì ạ? Phép chia có dư. Thì để muốn tìm số bị chia, các bạn nhớ giúp mình công thức. Muốn tìm số bị chia nè, ta lấy thương nè, thương nhân với số chia nè, số chia cộng với số dư, được chưa ạ? Như vậy muốn tìm số bị chia, ta phải có thương nè, thương có chưa ạ? Thương bằng 5. Thương là 5. Đây. Số gì ạ? Tiếp tục số chia. Chưa thấy số dư các bạn có rồi, số dư là 9 nè. Số dư là 9. Ok chưa ạ? Và mình có thêm một dữ liệu nữa, tổng số chia, tổng nè. Tổng số chia chưa có mà tìm cái số chia đây là nháp nè. Nháp nè. Số chia cộng thương nè, làm chậm nha, cộng thương và số dư bằng 24. Số chia có chưa có các bạn viết lại, cộng thương bao nhiêu ạ? 5, cộng số dư bao nhiêu ạ? 9 bằng 24. Rồi 5 cộng 9 bằng bao nhiêu ạ? 5 cộng 9 bằng bao nhiêu ạ? 14 bằng 21. Vậy các bạn lại quay về phép gì ạ? Phép cộng nè, đây gọi là số hạng, đây gọi là số hạng và đây là tổng. Vậy muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy các bạn sẽ tìm được số chia là sẽ lấy 24 trừ đi tổng của hai thằng này. Hoặc các bạn có thể là trừ 5 cộng 9 tổng mạnh, hoặc là trừ đi 14 cũng được, được chưa ạ? Vậy 24 mà trừ đi 14 còn lại 10. Rồi khi muốn tìm số bị chia, ta có thương chưa ạ? Rồi số chia có chưa ạ? Rồi số dư có chưa ạ? Rồi vậy các bạn chỉ cần áp dụng công thức số bị chia là sẽ lấy thương là 5 nè, nhân với số chia là 10 nè, cộng số dư là 9. Đó là phép nhân và phép cộng. Các bạn làm phép nhân trước, sau đó các bạn cộng 9. Và các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.